trước thì cái tóc bờ thì mình bắt góc bờ, còn không có thì nó làm mánh thì móc mánh, đeo bông tai để thì mình móc nó không có bị đứt tay chảy máu. Mình chế bốn cái bánh xe lấy vô cái rổ nè cho dễ kéo cho nó nhẹ. Này tới tháng 8 tới quà Tết tháng tháng Giêng. Hết ốc à, này nước cạn thì mình ra mình bắt à. Ốc nhiều quá thì có 1.500-2.000 à. Giờ ốc ít thì 60.000. Ngày có khi hai vòng thì kiếm 400-500. Có khi 300 cũng có.